Hanami là một trải nghiệm các bạn nên thử khi đến Nhật vào mùa xuân. Đây là cách mà người Nhật thưởng thức mùa hoa anh đào nở. Trải thảm hoặc là bàn ghế dưới tán hoa anh đào, đợi chờ những cơn mưa cánh hoa bay trong gió. Dù tiết trời se se của mùa xuân, thưởng thức các món ăn truyền thống như là sushi, cơm hộp bento và nhâm nhi thêm một chút sake hoặc là bia. Thì có rất nhiều quốc gia có loài hoa nổi tiếng này, nhưng mà Nhật Bản vẫn là quê hương và đưa nó trở thành một nét văn hóa, mà trong đó lễ hội Hanami là một phần không thể thiếu. Từ Hanami là kết hợp của từ quan sát và dưới tán cây. Văn hóa thưởng thức hoa anh đào được tổ chức lần đầu tiên vào năm 812 ở thời Thiên Hoàng Saga. Và theo thời gian thì Hanami đã trở thành một hoạt động phổ biến rộng rãi trên khắp nước Nhật. Họ có thể tham gia Hanami ở công viên, trên thảm cỏ xanh mát hay là những khu ở gần thành cổ, hay cả trong khuôn viên của những ngôi đền thờ thần đạo. Phía trước là lối đi để các bạn có thể tìm kiếm những cái món ăn truyền thống của người Nhật cực kỳ đa dạng và phong phú, từ ngọt cho tới mặn cũng như là đủ. Cảm giác của một đứa ngoại đạo khi bước vào đây giống như mình là cái gì cũng thèm. Các món ăn sẽ thường dao động từ 600 yên đổ lên. Nếu ở trong công viên sẽ có nguyên một dàn các xe street food trải dài rất là đẹp, kể cả sân khấu để ca sĩ hát hò hoặc là DJ khuấy động không khí. Khi mà chứng kiến cảnh tượng này thì mình nhiều khi phải xuất xa về cái độ hoành tráng cũng như là cách người Nhật chịu chơi cỡ nào. Những lễ hội Hanami như thế này thường rất là đông, nhưng tuyệt nhiên sẽ không cảm thấy xô bồ, mà họ cũng rất tôn trọng không gian riêng tư của nhau. Ở trong những ngôi đền của thần đạo thì sẽ có những cái khu như thế này, kiểu như các bạn Hanami nhưng mà hơi sang một xíu á. Các hàng quán sẽ chuẩn bị những cái bàn tiệc, có sẵn bàn ghế và đồ lót để ngồi êm ái, có menu để gọi món và phục vụ đồ ăn đồ uống tận bàn. Mình ở Nhật đã được hơn 10 ngày và chứng kiến cảnh này khá là nhiều lần, nhưng thật sự phải khen là người ta rất là biết cách chiêu chứ bỏ ha. Nếu không đi cùng gia đình bạn bè thì hẹn hò người thương cũng rất là tuyệt vời. Còn đây là toàn cảnh bích đích Hanami ở ngoài công viên nè. Bình thường thì rất là vắng, nhưng mà hễ vào mùa hoa anh đào thì những địa điểm này rất là đông người. Cảm giác trải một tấm vải trên thảm cỏ trong tiết trời se lạnh của mùa xuân, những buổi chiều có nắng thật là ấm áp, gia đình bạn bè người yêu cùng tụ tập dưới tán hoa anh đào ăn uống và đợi chờ những cơn gió khẽ rung tạo nên cơn mưa cánh hoa anh đào rơi với vận tốc 5 cm trên giây, giúp mọi người giải phóng những lo toan muộn phiền trong cuộc sống thường nhật. Ngoài những bãi cỏ mà mọi người có thể tự chuẩn bị bạt thảm và đồ ăn thì còn có những khu ngồi ghế, có bàn để ăn lẩu, đồ nướng nghi ngút khói nữa. Có nhiều nhóm thậm chí đang uống no say rồi mọi người có thể ngủ lại đây luôn, đợi tỉnh cơn say rồi ra về. Những hình ảnh này rất dễ dàng bắt gặp ở những bữa tiệc Hanami. Hôm bữa tụi mình ra công viên cũng thưởng thức một số món ăn như là mì soba, kem matcha nè, qua tới bánh cá. Cái này thì bên trong sẽ có nhân như là cheese, chocolate hoặc là đậu đỏ, thêm một ít xiên nướng và một lon kirin. Uống vào mới hiểu tại sao mà người Nhật lại uống rất là nhiều trong những buổi Hanami, nhưng mà có cái này mới là chân ái của mình bữa đó nè, chính là bánh tráng cuốn chấm nha. Vừa cuốn vừa chấm vừa kết hợp với nhâm nhi ngắm hoa anh đào, đúng chuẩn best combo luôn á trời. Bởi vậy đi du lịch nước ngoài là mọi người nhớ mang theo đồ ăn Việt nha. Có hai đứa thôi mà mê quá, ăn hết 300 gram bánh tráng luôn á chứ. Lịch nở hoa anh đào ở Nhật Bản thì thường sẽ từ miền Nam ra tới miền Bắc. Người Nhật người ta có cả bản dự báo hoa nở cho từng vùng, mọi người có thể canh theo đó để mà đi nha. Gợi ý một số địa điểm để các bạn có thể thử Hanami khi đến Nhật. Ở Tokyo thì có đền Yasukuni, công viên Ueno, sông Meguro. Osaka thì có sông Okawa, công viên Osakacho, công viên Iexpo, Hirakata. Khi đến thành cổ Kyoto thì có chùa Daigoji, thành Icho, đền Hirano hay là đền Yasaka. Về phía bắc của Nhật Bản thì có thành phố Aomori, cũng khá là nổi tiếng với những con kênh hoa anh đào cực kỳ độc đáo. Người Nhật xem hoa anh đào là một biểu tượng của sự tái sinh, là khởi đầu của mùa xuân, mang lại sự sống và bình yên. Nếu đến Nhật thì đừng bỏ qua nét văn hóa này nhé.